một mảnh tình như vậy để về tâm sự, để nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Chào mảnh ghép yêu thương. Rồi, bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả ha. Rồi cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình. Dạ, em chào mảnh ghép yêu thương và cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Em tới đây nhờ mấy anh giúp giùm em. Chị bao nhiêu tuổi, tên gì? Em tên thường gọi là tên Kiều, Nguyễn Thị Thúy Kiều. Nguyễn Thị Thúy Kiều. Dạ. Yeah. Tên này nghe nhớ nhớ trong mẫu chuyện nào hay. Mấy tuổi chị? À, em sinh năm 75, em năm nay 49 tuổi. 49 tuổi. Dạ. Yeah. Thúy Kiều, 49 tuổi. Đến từ đâu chị? Em đến từ Châu Đốc, An Giang. Đến từ Châu Đốc, An Giang. Hiện giờ mình sinh sống ở đâu? Sinh sống thì đang ở Đức Hòa. Đức Hòa, Long An. Dạ. À. Rồi mình sống ở Đức Hòa, mình sống bằng nghề gì chị? Em đi làm công nhân nấu cơm cho mấy người chung ăn. Công ty nấu cơm cho mấy người chung ha? Dạ. Lương đỡ không? Em làm một tháng 9 triệu. 9 triệu hả? Dạ. 9 triệu thì sống khỏe ha. Dạ. Ở tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị Kiều? Chồng em mất năm nay nữa được 10 năm mấy, gần 11 năm rồi. 10 năm mấy, gần 11 năm. Mà chị Kiều nè, trước khi ông xã chị mất có hai người, có bao nhiêu người con? Em năm nay là có hai đứa con. Lớn thì có vợ rồi, nhỏ thì chưa. Lớn có vợ được một đứa cháu nội, hiện giờ em được một đứa cháu nội, nhỏ thì được 19 tuổi rồi. Rồi ở Đức Hòa đó là nhà của mình hay là nhà trọ chứ? Nhà thuê. Thuê mới chịu chứ trọ không chịu ha. Thuê cái nhà đó. Thuê cái nhà đó. Dạ. Nhưng rồi mà... bây giờ lúc nào cũng vậy, chương trình có một cái điều lệ là thường dành cho cô chú và anh chị. Chị có thể chấp nhận và không chấp nhận ha. Dạ. Rồi bây giờ chị Kiều này, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội hay không? Có. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị, con chị cũng như bản thân chị sau này yêu cầu chương trình gỡ hoặc xóa bài là không được. Dạ. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Chị phải chịu hoàn toàn trước pháp luật với lời nói của mình. Dạ. Rồi tiếp tục ha. Chị Kiều nè, chồng ông xã chị đó mất nay là 13 năm hả? 10 năm mấy rồi. 10 năm mấy hả? Dạ. Trong 10 năm mấy đó chị có quen được mối tình nào khác không? Nói chung là có, nhưng mà thấy cảm thấy không hợp là không có tiến tới. Có về sống chung chưa? Có cái năm chồng em mất được 2-3 năm gì đó, em có bước thêm bước nữa mà cảm thấy không có phù hợp rồi chia tay. Chị có thể kể cho mọi người biết chút xíu thôi là như thế nào là không phù hợp không? Tại vì em thì lo làm, còn anh ta thì chơi quýnh bài. Quýnh bài 13 lá với lại thục pizza. Bài, pizza, gì nữa? Rồi là chỉ có hai môn đó thôi, nhưng hai mà nói hoài không bỏ rồi. Không thấy không, bỏ không thì được tôi bỏ rồi. Ông luôn. Thôi bỏ luôn rồi, thế vậy thôi. Tôi nói hoài ông không bỏ thì tôi bỏ ông. Dạ. Mà ảnh bỏ chị hay chị bỏ ảnh? Nói chung ra là em bỏ, tại vì không lo làm ăn là em không thích. Khi về, hai người về có tổ chức đám không hay là tới để ở chung? Dạ không, không có tổ chức. À. Rồi, còn mối tình nào khác nữa không? Dạ không. Ở vậy luôn tới vợ hả? Dạ. Chị đi làm cho công ty, nấu ăn cho công ty Trung Quốc mà không lẽ không ai để ý tới chị? Nói chung ra có, nhưng mà trên mạng không dám quen.
bên ngoài cũng nhiều mà. Nhưng mà ta cảm thấy sợ. Chị có thể kể chút xíu về cái vấn đề sợ bên ngoài không? Nói chung ra giờ cũng không biết kể làm sao, tại vì nói chung ra là không thích giao du nữa đó. Là cứ sáng đi làm rồi chiều là về nhà. Ý nó hỏi sao mà chị sợ quen bên ngoài? Thì thấy người ta cứ nói vô nói ra là quen không được, rồi này kia là không thích quen. Lên chứ mạng không, lên không, mạng người ta cũng nói vậy, ta nói nhiều hơn nữa. Thì nhưng mà là không thích giao du, là nói chung ra là không thích nhắn tin qua lại. Rồi là không thích quen. Rồi hôm nay chị Kiều đến với mảnh ghép yêu thương nè. Chị thông qua cái phương tiện hay là được người giới thiệu cho chị biết đến cái mảnh ghép yêu thương? Em thấy em lướt ở trên Facebook em gặp, rồi em thấy cũng được, rồi tự em tìm tới đây. Chị coi Facebook của ai? Cái Facebook của em á, nhưng mà em lướt ở trên Facebook em thấy. Không, mà của cái kênh nào? Cái em cũng không biết nữa, tại vì em thấy gì để vậy, nhưng mà em không biết, em không soi là cái để ý là cái đó. Chị điện là cho ai? Điện vô cái số 39 đuôi á. Chị điện cho Sài Gòn Go đúng không? Cũng không biết kêu cái đó bằng cái gì. Chị phải cảm ơn nó, tự vì nhờ có nó mà chị được đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Dạ. Rồi hôm nay chị Kiều nè, chị muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho chị? Em tới đây cũng nhờ anh là mấy anh giúp giùm em, là kiếm giùm em một người từ 55 tuổi đảo lên, hoặc 52, 53 gì cũng được, tới đến 60, 60 ngoài đảo lại. Lớn hơn em từ 5, 10 tuổi, 12, 3 tuổi gì cũng được. Nhưng mà phải cho hút thuốc, uống rượu, nhưng mà cũng giao du bạn bè, nhưng mà biết lo làm ăn là được. Biết lo làm ăn? Dạ. Cũng cho hút thuốc, cho uống rượu. Dạ. Tại vì có cho gái gú không? Không. Sao vậy? Tại vì cho cái uống đó... rượu, cho hút thuốc, cà phê phải cho gái gú chút xíu chứ. Thôi em không thích vậy, tại vì nói chung cái gì của mình là của mình, còn của người ta là của người ta, nhưng mà em không có thích là xà đồ lộn xộn vậy, là em không thích. Chị vậy chứ, thí dụ như đám tiệc người ta qua ta mượn nồi niêu son chảo mình cũng cho vậy. Cái đó là cái chuyện đó là chuyện khác. Bây giờ mình nghĩ giống vậy đi. Thôi em không nghĩ gì được, tại vì sao nói vậy? Chung là không thích vậy. À, của mình là của mình ha. Dạ. Có nghĩa là mình chiếm hữu luôn. Không cho ai mượn hết. Dạ. Với nói chung ra là kiếm cho em gần xa gì cũng được, xứ xa xứ gần gì cũng được, mà từ lớn xa là cỡ nhiêu? Nói chung ra Hà Nội cũng được, miền Tây cũng được, cũng cùng quê em cũng được, mà xa nói chung ra là không? Ở đâu cũng được, ở đâu cũng được hết. Xa hơn nữa được không? Xa hơn nữa cũng được. Thí dụ? Thí dụ ở đâu cũng được, nhưng mà phải lo làm ăn là mới được, còn không thì thôi. Trời, thí dụ như anh đó không có nhà được không? Dưới quê em có nhà. Đi dưới ở hả? Nếu mà anh ta nghèo quá không có nhà thì về quê em ở, nhà em có nhà, nhưng mà cũng đủ sống chứ không có dư giả gì nghe. Rồi thì cũng phải đi làm chung chứ đâu. Thì đi làm thì cũng đi làm, nhưng mà nói chung là nhà em không có giàu có hơn ai hết á. Chị có phân biệt nghề nghiệp không? Không, nói chung là nghề nào cũng là một cái nghề là do người ta yêu thích thôi. Đúng rồi. Nghề nào mà miễn chân chánh là được. Dạ. Đừng có vi phạm pháp luật là ok. Dạ. Giờ độ tuổi phải từ 52, 53 trở lên. Dạ, từ tới đó 60 trở lại hay sao? Hay sao 60, 60 mấy gì cũng được, nếu mà biết lo làm ăn là được. Thí dụ mà 60 mấy lỡ anh yếu quá rồi sao? Em quan trọng vậy, có cái gì thì về nữa. Em từ từ em yếu quá, yếu quá thì sao dạy em được? Không nghĩ chuyện đó. Hả? Em không nghĩ vậy. Chứ nhưng nghĩ mà... sao? Chứ lấy xong rồi xăm mấy xăm lầm yếu rồi làm gì? Thì nhà em nói chung ra có cái điều kiện để từ từ chỉ dẫn cho anh ta làm. Nhà có rượu xăm rồi ha? Có không? Dạ không. Có ngâm sẵn hả? Dạ không, nhà em không ai biết uống rượu hết. Chứ lấy xong lầm về làm gì trời? Thì nói chung ra là em kiếm một mảnh tình như vậy để về tâm sự, để nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Chị chỉ đi kiếm mảnh tình về kể chuyện đêm khuya thôi hả? Chứ không làm gì hả? Kỳ chứ... vậy ta? Thiệt không? Em nói thiệt mà, chứ còn bây giờ mà quen qua mạng thì em cũng sợ với này kia lắm. Bây giờ bởi vì mới tin tưởng cái nơi đây mới nhờ mấy anh là chỉ giùm em thôi, chứ còn kiếm ngoài đường thì nhóc.
nhưng mà không kiếm được. Có cần cái anh đó phải cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Dạ không, không quan trọng. Nếu nhìn giờ được một tí là được. Đẹp trai lịch sự chút được ha. Không cần đẹp trai đâu, cũng nói chung ra là tạm nhìn rồi. Được là được. Tạm tạm được ha. Dạ. Dễ coi chút. Dạ. Dễ coi được không? À, dễ coi cũng được mà sao cỡ hài gia kính được ha. Dạ. Cỡ hài gia kính được ha. Dạ không. Sao vậy? À, mấy người đó đẹp quá em cũng sợ, nói chung ra là kiếm một người vừa dặn vừa mắt là được. Rồi bây giờ có một người ở tại đây luôn nè, không có chơi nghề nghiệp nha. Không, nghề là cái nghề của người ta, còn mình lo làm ăn là cái nghề của mình. Anh ấy không phải là chạy xe ôm. Dạ. Nhưng mà vì cái lý do bằng cảnh bây giờ á, hồi xưa là cũng là một cò đất bất động sản, nhưng mà bây giờ nó bị sản lâu rồi, cò nó gãy cánh rồi, nên giờ tạm thời chạy xe ôm chịu không? Xe ôm, xe bọng gì cũng được, nói chung ra nói chuyện hợp là được. Hợp, rất là, tôi bảo đảm hợp, rất là hiền, rất là chiều vợ luôn. Hay sao? Anh nói được chung không, ra được nhưng mà đó. Có cái là phải người ta vợ con đàng hoàng không có, hoặc là thôi, hoặc là này không kia mới được. Không đi rồi, chứ. Vợ bỏ đi rồi. Để nửa chừng cái rồi. Người ta lại chửi mắc cỡ chết luôn á. Không có chửi đâu, bảo đảm luôn. Mà rất là chung tình, rất là thủy chung luôn. Sẵn sàng đi tới đâu chở đi tới đó luôn nữa. Chịu không? Khỏi đi kiếm đâu xa đâu á. Chương trình này rất là năng động luôn. Nếu mà chị cần là có liền luôn. Tại vì giờ em cũng chưa có nói chuyện với người ta. Bây giờ lát chút xíu nữa xong chương trình này cho nói chuyện, chịu không? À, dạ, cũng được. Nhưng mà cảm thấy hợp thì được. Cảm thấy hợp thì được ha. Dạ. Coi chị 49 tuổi thì cái anh đó 53 tuổi, hơn 4 tuổi, có thấy hợp không? À, nói chung ra 49 tuổi gì ta? 49 tuổi, tuổi mèo. Tuổi mèo. Mèo với heo hợp mà. Anh đó tuổi hợi. Đúng rồi, chạy hiện giờ chạy xe ôm thì cũng đủ sống. Chị làm nữa thì hai người đủ sống. Dạ. Nói chung là nói chuyện hợp thì được. Còn tại vì nó dưới lại em nhờ anh là một chuyện nữa là sống đừng có nên xe xua quá, cái người đàn ông đừng có nên xe xua quá, chứ đừng có mà sành sỏi quá là em không chịu. Vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi ha. Dạ. Bảo đảm không có xe xua, rất là bình dị luôn. Đừng có xe xua, thấy người ta thế này thế kia, cái ngày mơ về đòi vợ mình cái này, đòi vợ cái kia là em không thích. Không, chỉ không. Thích sống cuộc sống đơn giản là được. Thế nói chuyện dễ thương mà, này mà có chồng chắc thương chồng lắm rồi. Thương không? Hồi xưa lúc trước em cũng có bước thêm bước nữa, em cũng rất là thương. Nhưng mà do nói hoài không nghe, nhiều năm, nhiều lần quá, thành thử em mới bỏ. Em rất là thương chồng, em rất là chiều chồng. Rất nhưng là mà thương chồng. Không, cảm thấy không có phù hợp nữa rồi. Ông cứ nhìn tôi biết mà, gương mặt rất là hiền, được. Mà nếu mà chịu anh này nữa thì thật là tuyệt vời luôn, hai người là... Mà chị Bình, những cái giờ làm việc ra đó, chị có thường đi đâu chơi không, hay đi ca hát rồi để giải trí xả stress rồi không? Không. Không. Chỉ sáng đi làm, 6 giờ sáng đi tới 5 giờ chiều về là ở trong nhà mét. Đóng không cửa đi ra luôn được. Hả? Đóng cửa khép kín luôn. À, ở trong nhà với con với cháu gì xong. Thì vậy là hiện giờ ở trên đó là mình ở với con hả? Ở với con. Con gái. Hai thằng trai. Hai thằng trai luôn. Dạ. Rồi thí dụ như có anh đó về thì ở đâu? À, thí dụ ở đó về thì mướn cái nhà trọ khác ở, hoặc là đi về quê ở. Ở dưới quê cũng dễ sinh sống lắm. Ừ. Dưới quê làm gì sống? Câu cá hả? À, có ghe cào, mua chiếc ghe cào rồi đi cào. Cái này có lý ha, mua chiếc ghe cào, cào hến hay cào cá? Cào cá. Cào cá hả? Giờ còn không? Thấy nó chích điện hết ráo rồi đó. Không, cào. Thằng em trai nó cào thì cỡ này bữa chịu mấy hai triệu. Còn vô mùa thì không được, bữa được 4-5 triệu. Còn nếu mà mình không biết thì về, em trai nó dạy từ từ rồi quen. Có lý. Sao không chọn nghề khác cho nó sung sướng hơn, sống nghề sông nước, rồi cào. Những con cá nó thấy rồi mưa gió nó thấy cực không? Ví dụ mình có tiền thì hai ông bà có thể mở cái quán gì đó, bán nước rồi ảnh làm gì phụ thêm. Chứ
Chứ tự nhiên đi xuống sông chứ cho nó cực cũng là nguy hiểm nữa. Đi xuống sông vậy đó nhưng mà nó thoải mái hơn, nó không có gây gỗ gì với ai, với sống cuộc sống nó thoải mái. Sao không gây gỗ? Không. Cào cũng ghe này đụng ghe kia vậy. Không có, sông dưới lớn lắm, nó không có bá chạm gì ai hết. Ôi, cào cá là mới là đụng chạm lớn đó, đụng với bà Thủy là mệt đó. Bắt binh hùng tướng mạnh của bà Thủy là mình mệt đó chứ. Nói chung hãy thôi bỏ nghề đi, làm chuyện khác đi. Thử coi. Mở quán nước đi. Có lý. Em thích bán nước tại vì bán nước cũng có nhiều anh nhiều chị tới rồi câu ra câu vô hay gia đình nó hay xào xáo lắm. Ghen ha. Dạ. Có gì đâu, do mình thôi. Có ảnh cái bên để ảnh đứng anh bán. Chứ đừng có chọn cái nghề sông nước cực. Thiệt, tôi nói thiệt. Nhưng mà em cũng biết bán nấu cơm hay mì cháo hủ tiếu thì em đều bán được hết. Ừ thì mình nấu những cái đồ đó mình bán. Chứ đi xuống dưới sông chị. Rồi ảnh phụ chị vừa bán vừa chạy xe ôm đó. Cuộc sống cực kỳ không? Tối xong cái dọn dẹp hai ông bà chở nhau đi uống cà phê đi chơi. Chịu không? Được vậy không? Em thích gia chạm nhiều người. Chị thích xong bây giờ thí dụ mà có bán buôn xong rồi thì vợ chồng không, ấy, thì không đi chơi ít gia có đám tiền gì hai ông đi. Bà kéo nhau lên rừng đi, ta lên rừng ta kiếm xe gì đó, ta kiếm đào nhân sâm hay là ta kiếm gỗ quý rồi đó, khỏi đụng chạm ai hết đâu ha. Cười tươi quá trời tươi luôn. Rồi bây giờ chị còn cần gì nữa không, cần gì ở cái anh đó nữa không? Không, chỉ cần chị thì được rồi. Nói chung cái giàu cũng được, nghèo cũng được. Nói chung cái giàu thì cái của cô ta về đó ăn cũng khó khăn lắm. Đúng rồi, chị nói đúng rồi. Cái tự mình làm ra đi cho nó chắc ăn hơn. Mà của mình là an toàn nhất. Dạ. Mà nó của mình sợ nhiều khi còn chưa chắc. Dạ. Chị, các con chị có thường về, có thường cho tiền chị không? Nói chung là em cho nó, tại vì kinh tế em làm được. Còn con em này cỡ này do tình hình dịch bệnh lại đó rồi. Thằng con trai Út không có đi làm mà đúng thằng rồi, lớn có đi làm. Lên chương trình thấy làm là được rồi đó, đeo sợi dây chuyền đá qua cương rồi chiếu luôn. Lấp lánh nãy giờ tôi chá con mắt tôi luôn. Là biết người sang trọng quý phái rồi. Kiếm người vừa vừa thôi ha. Không cần đẹp, không cần giàu, biết thương yêu là được rồi. Có biết hát không? Dạ không. Sao dân An Giang hát hay lắm mà sao không biết hát? Người ta hát thì được. Dạ, sớm em thì cũng có nhóc người, mấy anh mấy chị cũng biết hát nhưng mà em không có thích rồi em không có đi. Có biết gãi lộn không? Gãi lộn thì cũng biết vậy. Người ta đè đầu đè cổ mình thì cũng có cãi lại. Cái này ngon á, này hay hơn hát luôn. À, 49 tuổi đến từ An Giang, kiếm một cái mảnh ghép hết sức là đơn giản luôn. Uống rượu chút chút được, hút thuốc được luôn. Rồi các anh nhanh tay lên bóc điện thoại gọi đến số của chương trình thì chương trình sẽ sắp xếp cho mấy anh gặp chị Kiều ngồi trên cái ghế nóng để cùng nhau mình trò chuyện, mình trao đổi có thể tiến xa hơn nữa được không? Rồi còn muốn thổ lộ gì nữa không? Dạ không. Vậy lên vậy đây được, lên đây là mình ngồi đây nè. Có gì mình cứ thổ lộ, mình nói hết đi. Để sau này mà có về sống chung nó không có bị bỡ ngỡ, biết không? Rồi cái khỏi ai đổ thừa ai hết á. Nói là lúc tôi lên tôi đã nói rồi, anh nghe rồi. Bây giờ anh về anh đổ thừa tôi là không được. Dạ không, vậy là được rồi, theo ý của em vậy là được. Cái ưu điểm của chị hàng ngày trong cuộc sống là cái điểm mạnh của chị là cái gì? Hay nóng tánh lắm. Cái điểm mạnh là nóng tánh hả? Ừ. Kỳ vậy ta. Cái điểm mạnh gì hả? Không phát huy mà phát huy cái nóng tánh. Ai nói gì mà không vừa ý rồi là thì trả lời lại liền à. Sực liền đúng không? Dạ. Cự liền luôn. Dạ. Cái mặt này cô nãy tôi nhìn lầm mới hiền giờ mới lộ bản chất dữ dữ này. Không có, nhưng mà nóng tánh vậy thôi, nhưng mà không có làm cái gì ai, nhưng mà chị trả lời lại thôi. Chị có giận lâu không?
Không, giận chừng một chút xíu sau thì hết giận. Chứ giận lâu mình lỗ chứ ai lỗ. Rồi cái yếu điểm là cái gì? Hay thứ nói mà không nghe rồi à, hay khóc ơn. Trời ơi, điểm mạnh thì ưa chửi người ta, còn điểm yếu thì ưa khóc là sao ta, nó mâu thuẫn quá. Tại vì nói hoài không nghe thì tức rồi khóc ên vậy đó. Khóc, như chửi hoài cũng không nghe, khóc luôn. Khóc bao giờ mới ngưng? Cũng khóc một chút xíu thôi à. Chút xíu hả? Chừng nào hết nước mắt nghỉ ha. Không nào mà chồng em nói à, thì giờ biết lỗi rồi thì thôi tha thứ cho anh thì tự nhiên nín. Rồi giờ vậy thôi ha, đơn giản là vậy thôi ha. Dạ. Là tìm một cái mẫu người đàn ông như nãy giờ mình tâm sự. Dạ. Thôi bây giờ trước khi kết thúc chương trình, mình có một cái ý gì để gửi đến cái ý trung nhân chuẩn bị và sẽ đến với cuộc đời mình không? Em cũng không biết nói gì nữa, thì đầu tiên thì em nói là nhờ mảnh ghép yêu thương này lựa giùm em một người nào đó thì càng sớm càng tốt. Vậy là thôi chứ em không lựa biết nói một gì người nữa. Lựa một người đó là người gì? Người gì cũng được, nói chung ra là... Sao người gì cũng được, người là người chứ. Người gì? Thì nói chung ra là nhìn dễ coi chút là được. Nhìn dễ coi. Dạ. Rồi, gì nữa? Thôi vậy thôi được. Thì ra là cái thông điệp mình gửi đến cho các anh ha. Dạ. Rồi bây giờ chào chương trình, cái chị em mình kết thúc ha. Dạ. Rồi xin mời. Cảm ơn chương trình đã làm nên cái mảnh ghép yêu thương này để cho những chị như một người như em vậy đó, để tới chương trình này thì em cũng cảm ơn chương trình để hỗ trợ giùm em với những anh là độc thân đồ đó tới đây để kết nối yêu thương này để kiếm nửa mảnh đời còn lại sau này. Có rung không? Dạ rung chứ. Đúng. Em mới lại tới răng đầu tiên. Giờ hết rung chưa? Dạ vẫn còn. Vẫn còn hả? Dạ. Rung nhiều không? Thì cũng rung gì thôi chứ không biết sao gì mới ít. Rồi, mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn chị Kiều đã dành thời gian quý báu của mình đến với mảnh ghép yêu thương. Trước khi kết thúc chương trình thì mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.